bão số 3, siêu bão Gia Ghi là cơn bão mạnh nhất 30 năm qua, không chỉ quét sạch tài sản của nhiều gia đình và tàn phá các công trình, mưa lớn sau bão còn gây ngập lụt, sạt lở ở hàng loạt tỉnh thành miền Bắc nước ta. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa phát động phong trào chung tay hỗ trợ người dân các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra các tổ chức, đơn vị cá nhân có thể gửi ủng hộ trực tiếp tại Đài Phát Thanh và Truyền hình Khánh Hòa, đường An Một, khu đô thị An Bình Tân, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, hoặc chuyển khoản đến hộp thư từ thiện Đài Phát Thanh và Truyền hình Khánh Hòa, số tài khoản 47002110000059. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa. Thời gian tiếp nhận từ ngày 12 tháng 9 năm 2024 đến ngày 30 tháng 10 năm 2024. Sự chia sẻ ủng hộ lúc này là nguồn động viên to lớn, góp phần làm bớt đi đau thương khó nhọc để người dân vùng bị thiên tai sớm ổn định cuộc sống. Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa sẽ phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình các địa phương bị thiên tai trực tiếp hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Kính chào quý vị và các bạn, Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự trưa nay thứ sáu ngày 20 tháng 9 năm 2024 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Cánh Hòa. Thưa quý vị, chiều qua, đoàn giám sát 28 của tỉnh ủy do ông Nguyễn Anh Tuấn, tỉnh ủy viên, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, đã có buổi làm việc với thành ủy Nha Trang về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở theo kế hoạch số 21-2024 của Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh về công tác trọng tâm năm 2024 từ đầu năm đến nay ban thường vụ thành ủy nha trang đã lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy chính quyền tập trung quán triệt triển khai nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị kết luận của đảng pháp luật của nhà nước về thực hiện dân chủ cơ sở gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị trong năm đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đối với năm đảng ủy cơ sở kiểm tra gián tiếp một chi bộ cơ sở tổ chức một lớp bồi dưỡng nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận Công tác quản lý điều hành của chính quyền các cấp tiếp tục được đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động. Ban dân vận tỉnh ủy đề nghị thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, tập huấn thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Chú trọng tăng cường thực hiện dân chủ ở cơ sở trong trường học, nâng cao chất lượng hiệu quả giải quyết đơn thư, thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức cá nhân, làm tốt phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Sáng nay, huyện ủy Khánh Vĩnh tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 18 nhằm sơ kết nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024, tình hình kinh tế xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển, cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo đúng hướng. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu cơ bản đảm bảo theo kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm 2023. Giá trị sản xuất ước đạt trên 56,6 tỷ đồng, bằng 94% kế hoạch, bằng 117,3% so với cùng kỳ năm 2023. Thu ngân sách đạt 102 tỷ đồng, đạt 93,58% kế hoạch năm, bằng 124,79% so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh kết quả đạt được, vì thực hiện nhiệm vụ 9 tháng qua, còn một lộ tồn tại hạn chế, đó là vẫn còn tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép, tập trung tại một số xã. Một số cấp ủy chính quyền cơ sở chưa phát huy hết vai trò giám sát phản biện xã hội của mặt trận đoàn thể trên lĩnh vực kinh tế xã hội. Quyền ủy cũng đã đề ra chín nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện phân đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Chiều qua, Quyền ủy Văn Ninh đã tổ chức hội nghị bất thường nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, đại diện tiểu ban nội dung đã thông qua đề cương chi tiết báo cáo chính trị của ban chấp hành đảng bộ huyện khóa 19 trên đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về bố cục trình bày về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2025 trên các lĩnh vực, phương hướng, mục tiêu xây dựng huyện Vạn Ninh trong thời gian đến. Tiếp đó, các đại biểu đã được nghe thảo luận và thông qua dự thảo quy chế làm việc sửa đổi bổ sung của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Nằm trong chương trình làm việc, hội nghị đã thực hiện quy trình về công tác cán bộ, tiến hành bầu bổ sung chức danh ủy viên Ủy ban kiểm tra huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng nay, huyện ủy Vạn Ninh tổ chức hội nghị thông tin thời sự quý 3 2024 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo nội dung chuyên đề tình hình thế giới biển Đông và thời sự trong nước thời gian qua. Cùng với đó, lãnh đạo huyện ủy Vạn Ninh cũng truyền đạt định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm, công tác tuyên truyền trong thời gian đến. Qua hội nghị, giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện kịp thời nắm bắt các thông tin về tình hình trong nước và quốc tế, từ đó thực hiện tốt công tác định hướng tư tưởng, tuyên truyền cho cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Sáng nay tại Nha Trang, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị hợp tác chia sẻ kinh nghiệm lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật giữa Khánh Hòa với các tỉnh thành trong khu vực năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các địa phương Đắk Lắk, Phú Yên, Ninh Thuận và thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IPHM trên cây lúa và các loại cây trồng chủ lực, cây có giá trị kinh tế cao quản lý và cấp mã số vùng trồng công tác cấp chứng nhận cây đầu dòng và vườn cây đầu dòng công tác quản lý giống cây trồng và phát triển nông sản có giá trị kinh tế cao kết quả thực hiện những mô hình sản xuất tiên tiến ứng dụng khoa học kỹ thuật cao cũng như một số ứng dụng trên cây trồng tiêu biểu hội nghị được tổ chức nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác liên kết phát huy lợi thế và khai thác tiềm năng thế mạnh trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước cũng như triển khai các chính sách về phát triển ngành nông nghiệp tại các địa phương Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Khánh Hòa tổ chức tiếp nhận hơn 7,8 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra của tổ chức đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại lễ tiếp nhận, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Khánh Hòa cảm ơn và ghi nhận sự tham gia đóng góp, hỗ trợ kinh phí giúp người dân vùng bão lũ khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống của các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp. Tính đến thời điểm này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận hơn 17 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Mọi sự đóng góp xin gửi về Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Khánh Hòa, số 2 Ngô Quyền, thành phố Nha Trang, số điện thoại 02583 822 955 hoặc qua số tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Cánh Hòa, Quỹ Cứu trợ tỉnh 110 506 9999 tại Ngân hàng Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank chi nhánh Nhà Trang. Số tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Cánh Hòa 3761 090 66 307 91 999 tại kho bạc nhà nước tỉnh Cánh Hòa Nội dung ghi rõ, ủng hộ các tỉnh bị bão lũ, thời gian tiếp nhận của ủng hộ đến ngày 30 tháng 10 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng nhằm mục tiêu đảm bảo sức khỏe, chất lượng cuộc sống của con người, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, những năm qua, mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh tích cực phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện nhiều mô hình, việc làm hiệu quả, sáng tạo, nhằm tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, qua đó góp phần thực hiện và hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh, ghi nhận tại huyện Diệt Khánh. Để nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường, Ủy ban mặt trận và các tổ chức thành viên trên địa bàn xã Diên Điền, huyện Diên Khánh dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác xử lý rác thải gây ô nhiễm môi trường một trong những mô hình góp phần vào sự thành công trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Diên Điền phải kể tới là mô hình phân loại rác tại nguồn. Ở mô hình này, chất thải rắn sinh hoạt thông thường được phân loại tại nguồn thành các nhóm như chất thải hữu cơ, dễ phân hủy, chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải còn lại. Đến nay, 100% bà con nhân dân đồng tình và tích cực hưởng ứng thực hiện. Mô hình bước đầu đã nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư, làm cho môi trường ngày càng sạch đẹp rác thải thì nói chung là dân ta bỏ bừa bãi không có đúng cái vị trí, thu gom và thời gian nên sau này thì có theo chỉ đạo của cấp trên đó, thì ở dưới địa phương cũng có uh, mời dân hợp và tuyên truyền cho bà con nhân dân về thời gian và vị trí uh, cụ thể để mà bỏ rác nên tình trạng mà rác thải hiện nay ở thôn ở đường làng thông sớm tương đối là sạch sẽ để cải thiện cảnh quan môi trường mặt trận dân điền không chỉ thực hiện các mô hình xử lý rác thải mà còn chú trọng đến công tác dọn dẹp vệ sinh và phát quang tôn tạo cảnh quan mô hình xây dựng tuyến đường cây đường hoa được triển khai với mục tiêu tạo ra một làng quê xanh sạch và nâng cao chất lượng cuộc sống địa phương đã chọn và đặt mua các loại cây trồng phù hợp phối hợp với các đoàn thể để phân công nhiệm vụ trồng và chăm sóc hoa cây xanh tại từng tuyến đường nhờ vậy các tuyến đường được khoe sát với hoa bằng lăng hoàng yến người dân tham gia tích cực bỏ ngày công để trồng hoa và quét dọn đường làng góp phần làm cho bộ mặt địa phương luôn sạch đẹp và xanh mát không chỉ tại xã diên điền mà hiện nay hầu hết các xã thị trấn trên địa bàn huyện chiên khánh mặt trận các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng nhiều mô hình về bảo vệ môi trường có hiệu quả theo thống kê của mặt trận Tổ quốc huyện Diên Khánh, hiện nay toàn huyện đã thành lập và duy trì hoạt động được hơn 217 mô hình, đạt tỷ lệ 90%. Trong đó có hàng chục mô hình về bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả, được nhân dân đồng thuận cao, có sức lan tỏa như mô hình tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, xóm đạo chung tay bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, mô hình thu gom xử lý rác thải. Những năm gần đây thì mặt trận đã triển khai cho các khu dân cư thực hiện các cái mô hình tự quản về bảo vệ cái môi trường thì gồm các cái cái mô hình như mô hình vận động nhân dân bỏ rác đúng ngày giờ và đúng nơi quy định rồi mô hình tuyến đường không có rác thải bụi rậm mà mô hình tuyến đường cây tuyến đường hoa rồi mà mô hình phân loại rác tại nguồn rồi mô hình trồng rau sạch và và vận động bà con là cái, nuôi gia súc gia cầm thì xa khu vực căn cư và hiện tại bây giờ là cái trên địa bàn của xã thì môi trường rất là xanh xa đẹp mặt trận luôn tập trung đó là, là triển khai công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện Mà tốt cái công tác bảo vệ môi trường ví dụ như là cái công tác thu gom rác thải này rồi là tổ chức các cái tuyến đường sáng xanh sạch đẹp tuyến đường hoa rồi là tổ chức nhiều cái hoạt động tuyên truyền vận động trực quan rồi là phối hợp cùng với tổ chức tôn giáo để mà thực hiện cái chương trình về bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu phát huy những kết quả đạt được thì trong thời gian tới thì ủy ban mặt trận huyện sẽ tiếp tục hướng dẫn triển khai đến tất cả ở các cái ủy ban mặt trận các xã thị trấn tiếp tục nhân rộng những cái mô hình có hiệu quả trên địa bàn huyện đây là tiếp tục là góp phần để mà thực hiện tốt cái chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của huyện Dương Cánh. Thực tế cho thấy, nhờ mặt trọng và các tổ chức thành viên trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, ý thức của mỗi người dân địa phương ngày càng được cải thiện. Từ đó, tự giác tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, khu thôn xóm và chính quyền, các tổ chức đoàn thể khu dân cư phát động. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy ước của khu dân cư. Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Khánh Vĩnh tổ chức tập huấn trang bị kiến thức bình đẳng giới dự án 8 năm 2024, hơn 80 học viên là cán bộ phụ nữ cấp huyện và cấp xã tham dự. Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt các nội dung như kiến thức về giới, lồng ghép giới trong chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chia sẻ thảo luận các giải pháp hỗ trợ phối hợp giữa hội liên hiệp phụ nữ với các cơ quan ban ngành đoàn thể trong triển khai thực hiện dự án 8 tại địa phương lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ đoàn thể cấp huyện và cấp xã đang thực hiện dự án tắm nắm vững một số kiến thức cơ bản về bình đẳng giới kỹ năng thực hiện dự án tắm lồng ghép giới từ đó vận dụng vào quá trình vận động người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm góp phần xóa bỏ định kiến về giới và giải quyết các vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn sáng nay bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh khánh hòa đồn biên phòng ninh phước và tập đoàn công ty việt theo tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà đồng đội tặng quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Căn nhà cấp 4 được xây dựng tại tổ 14 Tây Nam, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, có diện tích xây dựng 76,5 m2, tường xây gạch, mái lợp tôn, nền lát gạch men, khởi công từ giữa tháng 3 năm 2024, được bàn giao cho gia đình thiếu tá chuyên nghiệp Trần Đức Việt, nhân viên cơ yếu, đội biên phòng Ninh Phước căn nhà có tổng kinh phí 220 triệu đồng, trong đó quỹ hỗ trợ từ tập đoàn công ty Viettel là 80 triệu đồng, 140 triệu đồng được huy động từ gia đình người thân. Được tặng ngôi nhà mới giúp gia đình thiếu tá chuyên nghiệp Trần Đức Việt ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, gắn bó đơn vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ủy ban nhân dân xã Vạn Thành, huyện Vạn Nên hôm qua đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế tháo dỡ các công trình nhà ở xây dựng trái phép trên đất nhà nước quản lý tại thôn Vĩnh Yên, xã Vạn Thành. Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định có 6 hộ dân đã lấn chiếm và xây dựng trái phép công trình nhà ở tạm trên đất nhà nước quản lý. Tổng diện tích đất lấn chiếm là 27.376,3m2. Sau nhiều lần xử lý vi phạm hành chính và tuyên truyền, vận động như các hộ trên không khắc phục vi phạm theo các quy định xử lý vi phạm hành chính của Ủy ban Nhân dân xã Phạn Thạnh. Tại bộ cưỡng chế, xã Văn Thạnh đã thông qua quyết định thi hành cưỡng chế cho các hộ trên và tiến hành tháo dỡ di dời các tài sản trên đất ra khỏi khu vực cưỡng chế đồng thời khôi phục lại tình trạng đất ban đầu trước khi vi phạm và trả lại phần đất đã lấn chiếm theo quy định của pháp luật. Việc tổ chức cưỡng chế được Ủy ban nhân dân xã Phan Thành và các lực lượng chức năng tiến hành đảm bảo đúng trình tự của pháp luật. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Cánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là thông tin dự báo thời tiết. Xin kính chào và kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Thưa quý vị, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hậu cơn bão số 4 hôm nay miền Trung tiếp diễn mưa lớn, đặc biệt là khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa rất to. Ngoài khơi thì biển động, gió cấp 6 cấp 7. Và ngay sau đây là thông tin thời tiết các khu vực trên cả nước trong ngày hôm nay. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 độ và cao nhất có nơi trên 34 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất là khoảng 24 độ và cao nhất ở khoảng 35 độ. Ở khu vực có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có mưa rào và dông trải sát, cục bộ có nơi mưa to. Đối với các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ở phía Bắc khu vực này trời nhiều mây, có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Riêng khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa to đến rất to. Phía Nam, Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và giông trải rác. Nhiệt độ thấp nhất là 23 độ và cao nhất là khoảng 33 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Làn thế thời tiết ở các tỉnh thành ven biển từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận. Riêng phía Nam khu vực chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ dao động ở ngưỡng từ 25 cho đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất là khoảng 20 độ và cao nhất có nơi trên 31 độ. Ở khu vực có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rà rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Các tỉnh thành ở khu vực Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và, và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rà rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 23 độ và cao nhất là 33 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết cụ thể các khu vực trên cả nước trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt